Dạ trước mình anh chị đây chính là con bò cái xin đầu tiên nha anh chị Con bò này thì em đã kiểm tra nè Đây là rúng nha anh chị rúng kiện nha Còn chân móng của nó là chân móng sò có kiền khú luôn nha anh chị Chân móng hoàn thiện nha Đó dạo quyếm đầy đủ nè Con bò này thì em đã kiểm tra quỳ xé tích nha anh chị Xé tích nghiêm chỉnh ha Xé mặt xé lưng nè Tướng tá thì nó dài đòn Đó bò này thì bò cái xin nha anh chị nha Đó con bò này thì em đã quan sát kiểm tra trước sau á, là không lan không giá nha màu thì màu đỏ mặt rất là đẹp nha cô chú anh chị thì cái con bò này thì em có lấy thuốc em đo ngay số lưng á, là nó cao 1 đến 2 bò nha và em đã kiểm tra từ chân móng nè từ sái tích nè Nói chung là tất cả là nghiêm chỉnh nha hoa thì hoa đen cậy đuôi to nha đó đây là mặt mày nha anh chị mặt mày của nó nha dạng lưng nè cái màu da thì màu đỏ mặt nha anh chị da mỏng nha rất là đẹp bò nha anh chị đó và bò này thì anh chủ nhà đã giúp viêm ngừa lỡ mầm lông móng nè viêm da nó cục hết cho cô chú chị em ăn đó bao ăn bao uống cho cô chú chị luôn thì em xin nhắc lại một lần nữa để cho cô chú chị mình là yên tâm hơn trong chăn nuôi nha bò này thì em quay sao và giao đến tận nhà cho anh chị là phải nguyên vẹn cái cặp bò này ngày hôm nay em lên cho cho cô chú anh chị mình luôn ha từ chân móng nè từ sái tích nè đó từ làn da như thế nào thì em giao đến tận nhà cho anh chị là phải đúng y cái cặp bò này ngày hôm nay nha đó nên là cô chú anh chị mình là hoàn toàn yên tâm nha sau đây thì em xin phép là sẽ quay về con bò cái xin thứ hai ha đây là con bò cái xin thứ hai nha cô chú anh chị đó đây là phần cái đuôi nè đó hoa thì hoa đen cặp mông ha đó chân móng nè chân móng thì chân móng sò hoàn thiện nha con bò này thì em đã kiểm tra rồi trước sau là cũng không len không giá nha bò này thì nó đầu trội nó rất là đẹp nha cô chú anh chị xá tích nghiêm chỉnh có gu nè dậu ếm nè rốn nha cô chú anh chị đó Rúng con bò này là không phải đúng tiền nha Nhưng mà cũng rất là đẹp nha anh chị Đó móng sò thì cũng có kiền khú nhẹ cho cô chú anh chị em luôn Chiều cao á Thì em đo ngay dưới lưng cái con bò này á Thì nó cao 1m16 bò nha Bò này thì nó tầm 10 tháng nha Đó tầm 10 tháng nha anh chị Đó cái cặp bò ngày hôm nay thì em lên Thì giá nó cũng yêu thương thôi Nó dựa tiền của của cho, của, cho cô cho cô chú anh chị mình đem về nuôi ha Bò này thì bốn vú nha cô chú anh chị Đó thì em cũng nói rõ luôn bốn vú nha Bò này bò tơ đó hoa đen kỳ đuôi to đuôi thì dày nha chị dày bò ha đó da mỏng luôn đó thì em xin phép là sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình luôn nha là cái cặp bò ngày hôm nay em lên quý mức giá là 38 triệu 500 đồng nha cô chú anh chị và chỉ 38 triệu 500 đồng nha đó à, nếu như mà cô chú anh chị em mình muốn sở hữu ngay cái cặp bò này thì cứ nhắc máy liền tay gọi ngay cho em cái số điện thoại mà em để ngần ha và cứ cọc trước em là 1 triệu 2 triệu ha thì em sẽ giữ bò cho cô chú anh chị luôn và em sẽ giao đến tận nhà đến tận chuồng đó cho cô chú anh chị mình chăn nuôi ha bào này thì em xin nhắc lại yên tâm ha bao ăn bao uống nha anh chị nghiêm chỉnh nha tất cả là nghiêm chỉnh đã giúp diêm ngồi diêm da đó và lỡ mồm lăn móng hết cho cô chú anh chị hai con ha đó và thôi video này thì em xin phép là kết thúc và tạm dừng cái video này tại đây nha cô chú anh chị